Bây giờ lên trên đồi kia à? À, lên cái đồi kia kìa. Wow. Ui, nhanh quá các bạn, được không kịp. Đi bộ thôi còn thấy mệt rồi. Ui, hai người à? Anh phải đi trước, anh phải đi trước có lắm. Nhưng mà đi không nổi vào. Đi đi đi, đi thì anh nhằm về sau. Cùng đi cùng về. Mệt quá mọi người ạ. Mấy bác này khỏe thật. Còn đi tới đâu nữa? Tao sẽ tạc ra. Ôi, mùi mũi tranh nhau thở rồi. Ôi. Thầy đi qua này. À. Không được nghỉ, cứ đi liên tục này à? Ui, xong ngất rồi. Mệt quá rồi mà không phải đi từ từ nữa mà ngất. Không được nghỉ tí nữa. À. Thật sự các bác là đi theo em không nổi. Mà các bác đi bộ mấy cây số rồi. Em đi xe máy đến đoạn là đường bê tông. Em đi người không nó đã mệt rồi. Quẩy thật. Cái này là mình cứ đi liên tục không được nghỉ một tí nào à? Ui. Ui. Khả năng phải. Nếu mà có đoạn đường bằng thì cho xe máy đi một đoạn thôi. Ngất. Đây thì vừa đi vừa bắn súng đuổi ma. Thôi chia đấy nhá. Ừ. Thầy có đi không? Đi chứ. Đi thì lấy cần chia đấy. Các bạn nhá, đường rất là khó đi luôn. Thực là quá khó đi, em đi theo mãi nữa. Đây em đi xe nhưng mà đường đi xe máy em không muốn đi được. Đây các bạn ơi, đi từ đường cái mà đi đường chuột chạy lên trên này nó phải 5-6 cây rồi. Đây, còn vẫn còn lên trên nữa, lên trên cái chân đỉnh đồi tận trên kia nữa cơ. Căng quá, đường thì quá dốc luôn. Ui. Đến đoạn này là em bỏ xe ở dưới kia rồi. Không thể đi được nữa.
giờ đi bộ nữa chắc phải 2 cây nữa. Đi không được nghỉ, trời này mệt quá. Các bạn đi đến đoạn này nó bằng bằng, tưởng đến rồi nhưng mà chưa. Nó trôi được quả đồi bên kia cơ. Ôi, lên đây và các bác xa xa bên kia cái mô đất có một số bác đang chờ đấy. Ôi, đúng rồi. À, cầm thêm một viên đá. Ok, cho anh ở trước. Không nhận quá xa. Ok, ok, ok. Chỗ này cầm một hòn đá. Ôi, cầm một hòn đá đuổi ma. Đây, các bác bảo là đi qua suối để cầm một viên đá. Thôi, mình không biết đi. Cái chung một cuối đâu. Bây giờ không có đá đâu. Tấm lực cây mình bảy bên. Cây mình bảy bên có tấm lực chứ. Phải siêu có đi mà. Vô lại đi. Sao vậy? Mà mắt mớ. Người đằng sau rất là khó. Đằng sau không nhìn thấy đường. Thấy các anh bảo mỗi người cầm viên đá, các bác kia cầm mấy viên đá to. Ơ giời. Rồi. Ai da. Quá là dốc luôn. Đường hơi dốc. Đường dân không đi làm, đường khó đi. Quá là dốc. Mình đi bộ không đã mệt rồi. Hôm nay còn chơi ở viên đá. To thế. Mệt quá các bạn, cuối cùng em cũng đi đến cái chỗ huyệt để chôn bé đấy. Ui. Thầy Hoàng Vân Hóa. Em có một mang một viên đá em biết đây không ấy. Để sao em bé đi tao dùng mau. Mà một cái gì là chụp quê
哦，你那叫外面没收，你不回来，搞土地婆，你走了谁呀？哦，你是啊？你把我租了，那边都满头牛呀嘛？那个叫什么？三公搞个，搞个那个。我知道我们。咋个搞？咋个在过年？咦，这哪能的呢？咋了呀？地皮子嘛，咋的啊？ 哎，这啥？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 这啥
bắn tên lên trời à? Đấy, cái nổ. Bắn tên đấy để làm gì ấy? Hả? Tìm hướng à? Thả một con gà vào đây các bạn. Mày từ khỏi gì? Tụt chỗ thiếu nữa. Mày tụt chỗ không nè? OK. Thả một con gà. Con tốn rồi này. Nhặt một viên đá thì mình nhặt được viên đá rồi. Đây làm lý à? Không, cái này lý thì mong làm. Nó hẹn ngày hẹn giờ để đón về làm. Làm từ tối. À. Nó hẹn ngày hẹn giờ để đón về làm tối. À vâng. Không hẹn này thì làm biết. À. Có nghĩa là bao nhiêu ngày thì làm dỗ hay nhận chúc? 13 ngày. À, 13 ngày là cũng 13 ngày đón về làm dỗ. À. Có là đón rước lên nhà. Vâng vâng. Một lần 13 ngày, một lần 3 năm sau. À. Không, nếu mà số 3 năm một số thì người ta làm luôn thôi. Một bán thì khó được chỗ lại chùa cứ là chứ không thì vâng. Ôi già tôi chỉ làm việc, nó làm tí việc đây, làm cái không quan tài tôi phải lên. Vâng. Già. Kính thưa tất cả quý vị, các bạn, từ đấy quý vị và các bạn đã chứng kiến một đám tang của người Mông vùng cao trên huyện Trạm Tấu. Thực ra là em đến thời điểm này em chứng kiến những cảnh đám tang thì rất là buồn, nhưng mà đầu tiên em chứng kiến thì có rất là nhiều những cái điều thú vị, nhất là cũng chia buồn với gia đình. Thì chắc là một cái video tới nữa em cũng sẽ quay lại chia buồn với gia đình hơn, vì trong ngày hôm nay là em cũng vô tình đi qua đường và xin phép gia đình là cũng ghi hình lại một chút cái hình ảnh đưa bé ra đồng. Thật sự là một cái tai nạn rất là thương tiếc. Thì lên đây thì em thấy các bác đã chứng kiến cái cảnh này, thì lúc là em
đi vượt đồi từ dưới chân núi lên trên này. Đến giờ này em rất là mệt, không nói được gì, bây giờ còn đi quay xuống nữa là không biết là về được kiểu gì. Và mời quý vị là hãy chia sẻ cái video này, mong là em bé siêu thoát về nơi chín suối an lành và mong rằng sẽ không có những tai nạn thương tâm này xảy ra nữa. Mọi người đang lấp mộ này. Cho mình rất thật ăn ăn là có sức cho mình rất tiếp cho con. À đi chính á. À đây mỗi người mang một viên đá lên để đây. Nãy mình có mang một viên lên. Thế bạn này bạn bảo là phải mang một viên lên để đuổi ma. Trời sắp mưa. Vâng, kính thưa tất cả quý vị rằng là thật sự khi em xuống đến tận đây rồi mới biết rằng là mình sống các bác nhá. Ui ôi, em đi đường dốc rất là nhiều rồi nhưng mà chưa gặp cái trường hợp mà nó dốc đến thẳng đứng như tay em này luôn. Và rất là cua, khi em đi bộ lên thì cũng cảm nhận là nó dốc rồi. Và đi xe lên thì đi được nhưng mà đi xuống thì nguy hiểm quá. Vâng, kính thưa quý vị nhá, thì đưa bé ra đồng thì em có quay lại gia đình một chút. Gia đình thì... Vâng, vâng ạ. Vâng ạ. Ôi, chẳng có gì đâu, có một ít kem cho bà con ăn tạm thôi. Ở đây không có kem gì. Vâng. Thì chia cho mọi người. Cả ăn nhé. Vâng, vâng, vâng. 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 Vào nhà ăn cơm nhé. Vâng. Vâng nhá. Dạ, vâng. Vâng, vào nhà đây nhá. Thôi, thấy ngồi bên kia là ngoài mới nói là đâu mà quay phim đi, quay cho nó tí. Vâng, vâng. Đây là quý vị nha, thì sau khi đưa bé ra đồng về thì em cũng có quay trở lại một chút. Vâng, vâng. Vâng. Mừng à. Chào mẹ mình à. Trưa nay đây thì đây là cái này là như là pịa phải không nhỉ? Cái nhỉ? Đúng rồi, cái này là pịa các bác nhá. Pịa sẽ chấm những cái đồ luộc này. Ngày hôm nay thì mình vô tình gặp một sinh đưa
Kính thưa tất cả quý vị, đến thời điểm này là em đã đi đưa bé ra đời, gia đình vừa ăn cơm với gia đình, chính quyền gia đình. Trong thời điểm video này em xem em ở đây và mong mọi người chia sẻ like và cầu cho em được siêu thoát, cùng là em cũng là